10 loại rau ăn thay cơm hồi sinh sức khỏe. Bạn đã ăn đúng cách chưa? Mến chào quý khán thính giả đã trở lại với Bờ Tỉnh Thức trong chuyên mục dưỡng sinh mỗi ngày. Quý vị thân mến, việc kết hợp các loại thực phẩm đúng cách không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon miệng, đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn giúp cơ thể phòng chống bệnh tật. Việc ăn uống không đúng cách, ăn uống đơn điệu thiếu dinh dưỡng sẽ gây nên sự mất cân bằng và các vấn đề như suy dinh dưỡng ở cả trẻ em và người lớn. Các chuyên gia sức khỏe cũng đã kết luận rằng có những thực phẩm đi với nhau sẽ giúp tăng hàm lượng dinh dưỡng, nhưng cũng có nhiều loại không nên phối hợp cùng nhau vì chúng sẽ xảy ra bất lợi với sức khỏe. Vậy sự thật là gì? Hãy cùng Bờ Tỉnh Thức khám phá trong video hôm nay nhé! Một, rau muống là một loại rau quen thuộc trong bữa cơm người Việt. Theo đông y, rau muống có tác dụng giải nhiệt, thông đại tiểu tiện, chữa táo bón, đái rắt. Trong rau muống có nhiều chất dinh dưỡng như protein, lipid, tro, canxi, phốt pho, sắt, kali và các vitamin B1, B2, C2, PP và nhiều axit amin. Thực phẩm nên ăn với rau muống gồm các loại thịt, thịt gà, thịt lợn nạc hoặc thịt bò có thể kết hợp tốt với rau muống, cung cấp protein mà không làm tăng quá nhiều chất béo bão hòa. 2. Cá và hải sản. Cá, đặc biệt là cá hồi giàu omega, tôm, mực là những nguồn protein và chất béo lành mạnh tuyệt vời để ăn kèm với rau muống. 3. Đậu và các loại hạt. Đậu nành, đậu phụ hoặc các loại hạt như hạt điều, hạt hướng dương có thể làm tăng giá trị dinh dưỡng của món ăn kèm với rau muống, đặc biệt là cho những người ăn theo chế độ này. 4. Tỏi và hành tăng cường hương vị cho rau muống, đồng thời tận dụng lợi ích sức khỏe của tỏi và hành, bao gồm việc tăng cường hệ miễn dịch. 5. Các loại rau củ khác. Kết hợp rau muống với các loại rau củ khác như cà chua, cà rốt hoặc ớt sẽ làm tăng cường chất chống oxy hóa và vitamin. 6. Chân gà. Chân gà có chứa hàm lượng protein cao, rau muống giàu chất xơ. Do đó ăn chân gà với rau muống có tác dụng làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa. 2. Thực phẩm kiêng kỵ với rau muống gồm 1. Thực phẩm chứa nhiều canxi. Rau muống chứa oxalate, một chất có thể kết hợp với canxi tạo thành sỏi thận ở người có nguy cơ. Vì vậy, nên hạn chế ăn rau muống với thực phẩm giàu canxi trong cùng một bữa ăn. 2. Rượu và các thức uống có cồn. Cồn có thể ảnh hưởng xấu đến hấp thụ một số khoáng chất và vitamin, giảm bớt lợi ích sức khỏe của rau muống. 3. Hạt cầu kỳ tử. Hàm lượng kali trong rau muống và hạt cầu kỳ tử rất cao, do đó ăn nhiều rau muống lẫn cầu kỳ tử đều dễ bị chướng bụng, đi ngoài. 4. Sữa. Những sản phẩm như sữa bò, sữa chua, phô mát đều chứa hàm lượng chất canxi cao, còn rau muống lại chứa một số thành phần hóa học có thể ảnh hưởng đến việc hấp thụ canxi. 3. Ai nên hạn chế rau muống và những lưu ý khi ăn gồm: người có nguy cơ sỏi thận do hàm lượng oxalate cao, những người có tiền sử sỏi thận hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh sỏi thận nên hạn chế tiêu thụ rau muống. Người mắc bệnh gút, oxalate cũng có thể làm tăng nguy cơ tăng axit uric trong máu, nên nhiều người mắc bệnh gút cũng cần hạn chế rau muống. Không ăn khi đang dùng thuốc đông y. Nếu bà đang sử dụng các loại thuốc đông y, thì việc ăn rau muống sẽ làm giã thuốc, mất tác dụng của thuốc, đặc biệt là khi sử dụng các bài thuốc độc trị độc, giảm hiệu quả điều trị. Những người có vết thương hở trên da cũng không nên ăn rau muống. Các thành phần dinh dưỡng trong loại rau này có thể gây ra sẹo lồi trên da. Không ăn khi chưa chín kỹ.
Ăn rau muống sống hoặc chưa nấu chín kỹ có thể gây tới đầy bụng, dị ứng, đau bụng bởi trong rau muống thường có ký sinh trùng sán lá ruột lớn, trứng sán ám trên rau và quá trình rửa bằng nước thông thường không thể làm sạch chúng hoàn toàn. Không ăn rau muống nước. Rau muống nước được trồng tại các ao hồ có nguồn nước bị ô nhiễm sẽ dễ bị nhiễm chất độc. Ngoài ra, đây còn là môi trường sinh sản của các loài ký sinh trùng. Không ăn khi đau nhức xương khớp. Theo kinh nghiệm dân gian, người bị đau nhức xương khớp, bệnh gút, viêm nhiễm đường tiết niệu do sỏi, huyết áp cao không nên ăn nhiều rau muống. Người suy nhược không nên ăn rau muống. Rau muống tính hàn nên người suy nhược cơ thể, cơ địa bị lạnh không nên ăn để tránh tình trạng nghiêm trọng hơn. 2. Rau khoai lang. Rau khoai lang trong y học cổ truyền có công dụng tư thần âm, chữa tỳ hư, lợi mật, thanh can, giúp tăng cường thị lực, bồi bổ sức khỏe, chữa bệnh vàng da, kinh nguyệt không đều ở phụ nữ và di tinh ở nam giới. Thực phẩm nên ăn cùng gồm 1. Các loại thịt nạc, thịt gà, thịt lợn nạc và thịt bò có thể kết hợp tốt với rau khoai lang, tạo thành một bữa ăn giàu protein và ít chất béo. 2. Cá và hải sản. Các loại cá giàu omega 3 như cá hồi, cá mackerel và các loại hải sản khác như tôm và sò là những lựa chọn tốt để kết hợp với rau khoai lang, cung cấp chất béo lành mạnh và protein. 3. Các loại đậu và hạt. Đậu phụ, đậu nành và các loại hạt như hạt dẻ cười, hạt óc chó cung cấp protein thực vật, chất xơ và các loại chất béo không bão hòa một cách lành mạnh khi ăn cùng rau khoai lang. 4. Rau củ khác. Kết hợp rau khoai lang với các loại rau củ khác như cà chua, bí ngô hoặc cà rốt không chỉ giúp tăng cường hương vị mà còn cung cấp thêm chất chống oxy hóa và vitamin. 5. Gia vị và thảo mộc. Sử dụng tỏi, hành tím, ngò rí và các loại thảo mộc khác để gia vị cho rau khoai lang, giúp tăng cường hệ miễn dịch và cung cấp thêm chất chống oxy hóa. 2. Thực phẩm kiêng kỵ với rau khoai lang gồm 1. Thực phẩm chứa nhiều oxalate như rau muống hoặc cải bó xôi nếu bạn có nguy cơ sỏi thận, vì rau khoai lang cũng chứa oxalate mặc dù ở mức độ thấp hơn. 2. Thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và trans như thịt mỡ hoặc thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ có thể làm giảm lợi ích sức khỏe của rau khoai lang. 3. Ai nên hạn chế ăn rau khoai lang? Người có nguy cơ sỏi thận. Mặc dù rau khoai lang chứa ít oxalate hơn so với một số loại rau khác, nhưng những người có nguy cơ sỏi thận hoặc có tiền sử mắc bệnh sỏi thận vẫn nên tiêu thụ một cách thận trọng. Người cần kiểm soát lượng vitamin K. Rau khoai lang chứa vitamin K nên những người đang dùng thuốc chống đông máu cần lưu ý đến lượng vitamin K trong chế độ ăn uống của mình. 3. Rau bắp cải. Theo đông y, bắp cải có vị ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng hoạt huyết, chỉ huyết, lợi tiểu, thanh phế, thanh nhiệt, trừ đàm thấp, giải độc, sinh tân, chỉ khát, mát dạ dày, bổ tỳ vị. Người ta thường sử dụng bắp cải như một phương thuốc chữa bệnh. Bắp cải là một lựa chọn tốt cho sức khỏe nhờ vào hàm lượng cao chất xơ, vitamin C, K và các chất chống oxy hóa. Thức ăn nên cùng bắp cải gồm 1. Thịt và hải sản. Bắp cải kết hợp tốt với thịt gà, thịt lợn nạc, thịt bò, cá và hải sản. Các loại protein này không chỉ tăng cường hương vị mà còn làm tăng giá trị dinh dưỡng của bữa ăn. 2. Các loại đậu. Đậu phụ, đậu lăng, đậu Hà Lan và các loại đậu khác cung cấp protein thực vật và chất xơ, tạo thành một bữa ăn cân đối khi kết hợp với bắp cải. 3. Các loại củ quả, cà rốt, củ cải, táo và lê thêm vào bắp cải có thể tăng cường hương vị và cung cấp thêm chất xơ và vitamin. 4. Gia vị và thảo mộc. Tỏi,
hành, gừng, nghệ và các loại thảo mộc như mùi tàu, ngò rí giúp tăng cường hương vị và mang lại lợi ích sức khỏe khi ăn cùng bắp cải. 4. Gia vị và thảo mộc. Tỏi, hành, gừng, nghệ và các loại thảo mộc như mùi tàu, ngò rí giúp tăng cường hương vị và mang lại lợi ích sức khỏe khi ăn cùng bắp cải. 5. Lòng đỏ trứng. Vitamin C có trong bắp cải kết hợp cùng vitamin E trong lòng đỏ trứng có tác dụng chống lão hóa, chống ung thư, làm thông mạch máu. 6. Cá chép. Thường xuyên ăn kết hợp cá chép và bắp cải chính là hình thức tốt nhất để cung cấp thêm protein, đường, vitamin C trong cơ thể. Hơn nữa, có tác dụng trị chứng phù thủng ở phụ nữ mang thai. 7. Phô mát. Phô mát và bắp cải đều có chứa hàm lượng lớn nhất canxi và phốt pho. Nếu ăn kết hợp hai loại thực phẩm này, thì cơ thể sẽ được tiếp nhận rất nhiều chất dinh dưỡng như axit, phốt pho và canxi, có tác dụng phòng chống bệnh loãng xương và chống chuột rút. 8. Thịt nạc. Vitamin C có trong bắp cải kết hợp với protein trong thịt nạc có tác dụng ngăn ngừa vết thâm, không để lại sẹo, làm da khỏe đẹp mịn màng, ngoài ra còn làm giảm sự mệt mỏi. Thực phẩm kiêng kỵ với bắp cải gồm 1. Lòng trắng trứng. Kẽm trong lòng trắng trứng sẽ thúc đẩy quá trình oxy hóa của vitamin C trong bắp cải, do đó làm giảm giá trị dinh dưỡng của bắp cải. 2. Dưa chuột. Chất xúc tác vitamin C chứa trong dưa chuột làm mất đi vitamin C trong rau bắp cải, khiến cho món ăn không còn giá trị dinh dưỡng. 3. Thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ. Bắp cải nên tránh kết hợp với thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ vì có thể làm giảm lợi ích sức khỏe của bắp cải và làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. 4. Thực phẩm chứa nhiều đường. Kết hợp bắp cải với thực phẩm chứa nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ tăng cân và các vấn đề sức khỏe liên quan đến đường huyết. Vậy ai nên hạn chế bắp cải? Người có vấn đề về tiêu hóa, bắp cải có thể gây khó tiêu và đầy hơi cho một số người, đặc biệt là những người có vấn đề với hệ tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích. Những người dùng thuốc chống đông máu, bắp cải chứa vitamin K có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của một số loại thuốc chống đông máu. Những người dùng loại thuốc này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi lượng bắp cải trong chế độ ăn. 4. Súp lơ. Rau súp lơ hay còn gọi là bông cải xanh là một loại thực phẩm siêu bổ dưỡng, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, vitamin K, folate và các chất chống oxy hóa như sulforaphane. Lợi ích từ cây súp lơ xanh gồm tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, điều hòa huyết áp, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và rối loạn não, tốt cho người bị tiểu đường, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh loãng xương, cải thiện thị giác, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa bị chuột rút, tốt cho da, giảm cân, chống dị ứng và thải độc tố trong cơ thể. Thực phẩm nên ăn cùng súp lơ gồm 1. Thịt lợn. Súp lơ có chứa hàm lượng vitamin C cao, thịt lợn lại giàu protein. Ăn thịt lợn với súp lơ có công dụng làm trắng da, giảm bớt mệt mỏi, tăng cường khả năng miễn dịch. 2. Gạo nếp. Vitamin C trong súp lơ kết hợp vitamin E trong gạo nếp có khả năng làm đẹp da, chống lão hóa và phòng ngừa ung thư. 3. Mỡ hàu. Ăn súp lơ lẫn mỡ hàu có tác dụng tráng dương bổ tỳ vị, chống lão hóa, phòng ngừa bệnh ung thư, thích hợp cho người mắc bệnh dạ dày mãn tính, nam sinh lý yếu và người mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu. 4. Thịt gà. Ăn súp lơ với thịt gà có tác dụng bổ não, lợi tạng, ích khí, chắc xương, chống lão hóa. Nếu ăn thường xuyên có công dụng giải độc tố trong cơ thể, đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch. 5. Tôm nõn. Tôm nõn ăn cùng súp lơ có giá trị dinh dưỡng cao, tăng cường sức khỏe, rất phù hợp cho trẻ em. 6. Ngô.
Ngô là loại đồ ăn có lợi cho dạ dày, niệu đạo, do đó món ngô chế biến với súp lơ ăn vào rất tốt cho dạ dày, hệ tiêu hóa, đẩy lùi quá trình lão hóa. Thực phẩm kiềm kỵ với súp lơ gồm 1. Gan bò. Chất đồng trong gan bò có thể làm cho vitamin C trong súp lơ bị oxy hóa nhanh chóng, làm mất đi giá trị dinh dưỡng. 2. Gan lợn. Trong súp lơ có chứa nhiều chất xơ, còn trong gan lợn lại chứa hàm lượng đồng và sắt cao. Do đó, ăn súp lơ với gan lợn làm giảm khả năng hấp thụ đồng và sắt của cơ thể. 3. Sữa bò. Hàm lượng kẽm trong sữa bò rất cao, nhưng trong súp lơ lại chứa những thành phần hóa học gây cản trở việc hấp thụ kẽm của cơ thể. Do đó, ăn súp lơ trước hoặc sau khi uống sữa bò sẽ không có tác dụng. 4. Thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ. Kết hợp rau súp lơ với thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ có thể làm giảm lợi ích sức khỏe của rau và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. 5. Thực phẩm cao chất đường và muối. Tránh kết hợp rau súp lơ với thực phẩm chứa nhiều đường và muối như đồ ăn nhanh và thức ăn chế biến sẵn vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe. Ai nên hạn chế rau súp lơ? 1. Những người có vấn đề về tiêu hóa. Mặc dù rau súp lơ tốt cho sức khỏe, nhưng nó có thể gây khó tiêu và đầy hơi cho một số người, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. 2. Những người dùng thuốc chống đông máu. Rau súp lơ chứa nhiều vitamin K có thể tương tác cùng với một số loại thuốc chống đông máu. Những người dùng loại thuốc này nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. 6. Rau ngót. Theo đông y, lá rau ngót tính mát lạnh, ngoài tác dụng thanh nhiệt, giải độc, còn lợi tiểu, tăng tiết nước bọt, bổ huyết, cầm huyết, nhuận tràng, sát khuẩn, tiêu viêm, sinh cơ, dễ vị hơi đắng, cả lá và rễ cây rau ngót đều có tác dụng với sức khỏe. Lá rau ngót chữa ban sởi, ho, viêm phổi, sốt cao, đái rắt, tiêu độc. Thực phẩm nên ăn cùng rau ngót gồm 1. Các loại thịt. Rau ngót kết hợp tốt với thịt gà, thịt lợn nạc hoặc thịt bò tạo nên một bữa ăn cân đối và giàu protein. 2. Cá và hải sản. Rau ngót có thể kết hợp với cá hồi, cá mackerel, tôm hoặc sò để tạo thành một món ăn giàu omega 3 và protein. 3. Các loại đậu. Đậu phụ, đậu lăng, đậu đen hoặc đậu Hà Lan là những nguồn protein thực vật tốt, tạo nên sự kết hợp bổ dưỡng và cân đối khi ăn cùng rau ngót. 4. Rau củ khác. Kết hợp rau ngót với các rau củ khác như cà chua, cà rốt hoặc bí đỏ để tăng cường chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. 5. Gia vị và thảo mộc. Gia vị như tỏi, hành, gừng và các loại thảo mộc như mùi tàu, ngò rí không chỉ giúp tăng cường hương vị mà còn tăng cường khả năng chống oxy hóa của bữa ăn. Thực phẩm kiêng kỵ với rau ngót gồm 1. Thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ. Kết hợp rau ngót với thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ có thể làm giảm lợi ích sức khỏe của rau và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. 2. Thực phẩm cao chất đường và muối. Tránh kết hợp rau ngót với thực phẩm chứa nhiều đường và muối như đồ ăn nhanh và thức ăn chế biến sẵn vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe. Vậy ai nên hạn chế rau ngót? 1. Những người có vấn đề về tiêu hóa. Mặc dù rau ngót tốt cho sức khỏe, nhưng một số người có thể gặp vấn đề khi tiêu hóa loại rau này, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. 2. Những người dùng thuốc đặc biệt. Rau ngót chứa vitamin K có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc chống đông máu. Do đó, những người dùng loại thuốc này cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm rau ngót vào chế độ ăn. 3. Phụ nữ đang mang thai. Hàm lượng papaverine trong rau ngót có thể gây ra các hiện tượng như đe dọa sảy thai, co thắt tử cung, đặc biệt là với phụ nữ đang mang thai 3 tháng đầu tiên, không nên ăn rau ngót. 4. Người cao tuổi, khó ngủ. Rau ngót thơm ngon và có nhiều chất dinh dưỡng, nhưng nếu sử dụng không phù hợp
sẽ gây ra các tác động phụ như chán ăn, khó thở, khó ngủ. Đặc biệt là với người lớn tuổi, nếu ăn rau ngót thường xuyên sẽ dẫn đến mất ngủ. Do đó, người lớn tuổi chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ rau ngót đã nấu chín, tuyệt đối không uống nước rau ngót sống. 5. Người gầy yếu, còi xương, loãng xương. Trong rau ngót có chứa nhiều glucocorticoid. Chất này sẽ làm cản trở quá trình hấp thu phốt pho và canxi trong cơ thể. Vậy nên rau ngót không phù hợp với những người đang có nguy cơ loãng xương, gầy gò và còi xương. Mặc dù rau ngót mang đến nhiều công dụng tốt, nhưng bạn cũng không nên ăn quá nhiều. Bởi nếu ăn rau ngót liên tục, sẽ dẫn đến các tình trạng như đau đầu, khó tiêu, thiếu máu lên não hoặc là cao huyết áp. 6. Rau cần ta. Theo đông y, thì cần tây hay thủy cần có vị cay, ngọt, tính mát, vào hai kinh phổi và dạ dày, có tác dụng thanh nhiệt, lợi thủy, thủ trì sốt cao, khát nước, vàng da, phù thủng, tiểu nhỏ giọt, đau buốt, khí hư, huyết trắng, tràng nhạc, quai bị hay viêm tuyến nước bọt. Thực phẩm nên ăn cùng gồm 1. Loa kèn, bách hợp. Rau cần có vị ngọt tính mát, có chứa chất xơ có lợi cho dạ dày, hụ nhiệt, tránh gió. Loa kèn trung tính cố thể chữa bệnh ho, dưỡng tán tam hồn. 2. Lạc. Ăn lạc với rau cần có tác dụng hạ huyết áp. Đó là thứ đồ ăn lý tưởng đối với những người mắc bệnh cao huyết áp, mỡ máu nhiều, xơ cứng động mạch. 3. Hạch đào. Rau cần có công dụng hạ huyết áp, giúp tiêu hóa tốt, còn hạch đào lại giàu hàm lượng dinh dưỡng. Do đó, nếu kết hợp sử dụng hạch đào với rau cần, thì đó là hình thức ẩm thực lý tưởng dành cho những người mắc bệnh cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa. 4. Dưa hấu. Dưa hấu có tác dụng chữa bệnh phù thủng, hạ huyết áp. Rau cần có tác dụng điều tiết khí huyết, giảm stress. Do vậy, bạn có thể xay rau cần lẫn dưa hấu lấy nước uống, vừa mát lại có thể ngăn ngừa được nhiều chứng bệnh. 5. Tôm nõn. Trong tôm nõn có rất nhiều thành phần dinh dưỡng như protein, chất khoáng, canxi. Rau cần lại giàu hàm lượng chất xơ. Do vậy, ăn rau cần với tôm nõn không chỉ có tác dụng bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể mà còn có thể giảm béo. 6. Nấm. Món ăn được chế biến từ nấm và rau cần có tác dụng cường dương, bổ thận, kích thích tiêu hóa, tạo cảm giác trong đói, có tác dụng nhất định đối với việc trị bệnh viêm dạ dày mãn tính và bệnh thiếu máu. Thực phẩm kiêng kỵ gồm 1. Tương. Rau cần chấm tương sẽ khiến cho chất canxi và sắt trong cơ thể nhanh chóng bị phân hủy nên có hại cho răng, ngoài ra còn gây cản trở quá trình hấp thụ canxi của cơ thể. 2. Sò. Ăn sò lẫn với rau cần rất dễ bị tiêu chảy, đau bụng. 3. Cua. Cua có chứa chất xúc tác của vitamin B1. Nếu ăn rau cần lẫn món ăn chế biến từ cua sẽ làm mất đi giá trị dinh dưỡng, ảnh hưởng đối với việc hấp thụ protein của cơ thể. Vậy ai nên hạn chế ăn rau cần ta? 1. Người huyết áp thấp. Theo đông y, rau cần có tác dụng bình can, thanh nhiệt, tính hàn, nên những người huyết áp thấp không nên ăn rau cần. 2. Người mắc bệnh về da liễu. Những người có bệnh vảy nến thì không nên dùng rau cần, còn người có tỳ vị hư nên ăn ít rau cần. Tuy nhiên, người mắc chứng ngứa hoặc bị bệnh vẩy nến thì không nên ăn nhiều rau cần, bởi nó có chứa arachidon là chất xúc tác cho phản ứng viêm tấy, khiến bệnh lâu khỏi hơn. 3. Người hay bị ngộ độc. Người có hệ tiêu hóa kém không nên ăn rau cần trong trường hợp có nghi ngờ về khu vực canh tác không đảm bảo. 4. Người bị nhiễm nhím sán. Rau cần và các loại rau trồng dưới nước dễ bị nhiễm loài sán lá ruột. Từng gây bệnh, trứng sán theo phân ra ngoài, phát triển trong nước ngọt, ao hồ, đồng ruộng. Từ 3 đến 7 tuần, ấu trùng lông phát triển hoàn chỉnh trong trứng và thoát ra, xâm nhập vào một số loài ốc và chuyển thành bào ấu. Người ăn phải các loại cây thủy sinh có chứa các nang trùng này, chưa nấu chín kỹ, sẽ nhiễm sán. 6. Người bụng dạ yếu. Rau cần, rau rút,
rau ngổ hay rau muống đều là những loại rau trồng dưới nước dễ bị nhiễm ấu trùng giun, sán. Ngoài ra, nếu được trồng trong môi trường ô nhiễm, các loại rau này có khả năng bị nhiễm chất độc hại. Người bụng dạ yếu ăn vào có nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa. 7. Rau cần tây. Theo đông y, cần tây có vị ngọt đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, tỉnh não kiện thần, cải thiện thần kinh, nhuận phế trì khái, mát phổi cầm ho, khu phòng lợi thấp, trừ phong thấp, chỉ huyết, cầm máu, giải độc. Cần tây không chỉ là nguyên liệu trong các món ăn mà còn là vị thuốc từ thực phẩm tốt cho sức khỏe. Toàn thân cần tây đều có thể sử dụng để làm thuốc điều trị như tăng bệnh huyết áp, kèm các chứng chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, mặt hồng mắt đỏ, sơ cứng mạch máu, thần kinh suy nhược, kinh nguyệt không đều. Trong y học, cần tây là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, ít calo. Cần tây chứa nhiều chất xơ, vitamin K, vitamin A và C, canxi và sắt. Cần tây cũng có đặc tính chống oxy hóa, có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính. Cần tây cũng chứa 95% là nước, do đó loại rau này thích hợp cho người muốn giảm cân hoặc muốn cải thiện tình trạng táo bón. Do có nhiều dược tính nên cần tây không phải loại rau có thể sử dụng một cách tùy tiện vì có nhiều thực phẩm kỵ với nó. Thực phẩm nên ăn cùng gồm 1. Thịt nạc và hải sản. Cần tây kết hợp tốt với các loại thịt nạc như thịt gà, thịt lợn, thịt bò, cũng như các loại hải sản giàu omega 3 như cá hồi, tôm, giúp tăng cường hấp thụ protein và chất béo lành mạnh. 2. Đậu và các loại đậu, đậu phụ, đậu lăng và các loại hạt như quinoa và hạt rẻ cười cung cấp protein thực vật, chất xơ và các chất béo không bão hòa khi ăn cùng cần tây. 3. Gia vị và thảo mộc. Gia vị như tỏi, hành, gừng, nghệ và thảo mộc như mùng tàu, húng quế giúp tăng cường hương vị và mang lại lợi ích sức khỏe khi ăn cùng cần tây. Thực phẩm kiêng kỵ với cần tây gồm 1. Dưa chuột hay dưa leo. Cần tây và dưa chuột là món chị em thường ép lấy nước để giảm cân. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên kết hợp hai loại thực phẩm này cùng nhau vì rau cần này chứa một loại lượng lớn vitamin C, trong khi đó dưa chuột lại có một loại enzyme phân giải vitamin C. Nếu kết hợp cùng nhau, dinh dưỡng của hai loại rau này sẽ bị hạ thấp một cách đáng kể. 2. Nghêu, sò và hàu biển. Cần tây được khuyến cáo không nên ăn cùng các loại nghêu, sò và hàu. Các loại hải sản này có chứa chất phân giải vitamin B1, khiến hàm lượng vitamin này trong rau bị phá hỏng và cản trở cơ thể trong việc hấp thu kẽm. Hơn nữa, hai loại này đều có tính hàn, nếu kết hợp cùng nhau sẽ làm tổn thương dương khí trong cơ thể, gây nguy hại nghiêm trọng đối với sức khỏe. 3. Thịt thỏ. Theo các chuyên gia, thịt thỏ ăn nếu cùng cần tây không những không có hiệu quả làm đẹp mà còn dẫn đến tình trạng rụng tóc, gây mất thẩm mỹ. 4. Thịt ba ba. Mặc dù chưa có công trình nghiên cứu nào chứng minh rau cần tây không thể ăn cùng thịt ba ba, nhưng tại Trung Quốc đã ghi nhận hàng loạt trường hợp bị ngộ độc thực phẩm dạng nhẹ khi ăn cùng lúc hai thực phẩm này. Ngoài ra, cần tây kết hợp cùng giấm lại gây hại cho răng, song hành với cá sẽ làm mất nước và ăn cùng đậu tương cũng gây cản trở cho cơ thể trong quá trình hấp thu sắt. 5. Cà rốt. Cần tây và cà rốt không nên ăn chung. Mặc dù vô hại, nhưng chúng lại khiến cà rốt mất đi rất nhiều chất dinh dưỡng. Sau khi ăn, con người sẽ không hấp thụ được bất kỳ chất dinh dưỡng nào từ hai thực phẩm này. Nước ép cần tây hay bất kỳ loại nước ép nào đều sẽ bị thất thoát dinh dưỡng khi bạn để quá lâu. Do thành phần của rau quả sẽ bị phá vỡ các chất dinh dưỡng, nước ép thường dễ bị oxy hóa nhanh hơn các loại rau củ quả khi chúng ở dạng nguyên quả. Vì vậy, kể cả bảo quản trong tủ lạnh, tốt nhất bạn cũng nên chỉ sử dụng trong 24 giờ. Thời điểm uống nước ép cần tây tốt nhất là vào buổi sáng, sau khi vừa ngủ dậy và trước bữa ăn sáng 30 phút.
Đây là thời điểm giúp quá trình tiêu hóa của bạn được đẩy mạnh, ngăn ngừa các vấn đề như táo bón, đầy hơi, trào ngược dạ dày, nổi mụn trứng cá. Vậy, ai không nên sử dụng nước ép cần tây hoặc hạn chế loại thực phẩm này? 1. Phụ nữ mang thai. Sử dụng nước ép cần tây cũng cần hết sức thận trọng. Người bị huyết áp thấp không nên dùng vì rau có tính hạ khí huyết. Loại rau này cũng có thể làm sảy thai khi dùng liều lượng cao. Do đó, phụ nữ mang thai muốn dùng cần tây cần tham khảo ý kiến bác sĩ, nghiêm cấm tự ý uống nước ép cần tây. 2. Người mắc bệnh về thận. Cần tây là loại rau chứa nhiều nước, giúp lợi tiểu hiệu quả. Vì vậy, nước ép cần tây không phù hợp cho những người mắc các bệnh về thận. Cần tây sẽ gây ức chế cho thận, khiến thận yếu hơn và khó kiểm soát tình trạng đi tiểu. 3. Người bị huyết áp thấp. Nước ép cần tây rất thích hợp với người cao huyết áp, nhưng với người huyết áp thấp thì ngược lại, bởi cần tây sẽ khiến cho huyết áp trở nên không ổn định, thậm chí gây ra tình trạng hạ huyết áp đột ngột. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho người huyết áp thấp. 4. Người mắc bệnh ngoài da. Trong cần tây có chứa hóa chất pursolaren, chất này sẽ làm tăng sự nhạy cảm của da với tia cực tím, dẫn tới nguy cơ bị viêm da. Do vậy, những người đang mắc bệnh ngoài da hoặc có tiền sử bị các bệnh về da thì nước ép cần tây sẽ là thức uống cần tránh xa. 5. Nam giới. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, một loại chất trong cần tây sẽ có khả năng ức chế sự hình thành của testosterone, hormone đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tinh hoàn và tiến tuyển liệt ở nam giới. Do vậy, thường xuyên uống nước ép cần tây sẽ rất dễ gây nên tình trạng giảm tinh bình ở nam giới, tệ nhất là có thể gây vô sinh. Vâng, mặc dù cần tây mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể dùng, và nếu sử dụng không đúng cách, còn có thể gây tổn hại chính mình. 8. Cà chua. Cà chua đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người như cải thiện thị lực, phòng chống ung thư, làm sáng da, hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, giúp ngủ ngon, giữ xương chắc khỏe, hỗ trợ trị các bệnh mãn tính, tốt cho mái tóc, giúp giảm cân. Cà chua ngon ngọt, chứa nhiều chất chống oxy hóa. Cà chua đặc biệt chứa nhiều lycopene, một lượng chất thực vật có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư và chống lại cháy nắng. Lycopene, carotenoid, có hàm lượng dồi dào nhất trong cà chua chín. Nó được tìm thấy nồng độ cao nhất trong vỏ cà chua. Cà chua càng đỏ thì hàm lượng lycopene càng nhiều. Một số người dùng quả cà chua làm thuốc nhuận tràng, chữa sốt, lao phổi. Tại Tây Ban Nha, người ta phối hợp quả cà chua với ớt để chữa trĩ, hoặc người ta nấu cà chua với dầu hay mỡ cho đến khi bốc hết hơi nước, rồi dùng dưới dạng thuốc mỡ bôi lên những nơi mụn nhọt, lở loét. Đọt cà chua, lá non được nhân dân dùng đắp mụn nhọt, nơi viêm tấy như sau. Lấy đọt cà chua rửa sạch, giã nát, thêm vào vài hạt muối, đắp lên nơi mụn nhọt hay viêm tấy, bằng lại, ngày làm một hoặc hai lần cho đến khi khỏi. Thực phẩm nên ăn cùng cà chua gồm 1. Đường trắng. Cà chua dầm với đường trắng rất thích hợp với người tỳ vị suy nhược, kém ăn. Ngoài ra còn có công dụng hạ huyết áp một cách hiệu quả. 2. Cá chim. Món cá chim sốt cà chua là một trong những món ăn đơn giản, dễ làm mà giàu giá trị dinh dưỡng. 3. Táo. Cà chua và táo đều giàu vitamin C, trong đó món nước ép từ táo và cà chua rất lợi cho hệ tiêu hóa, tăng cường thể lực, phòng ngừa bệnh thiếu máu. 4. Rau cần. Rau cần và cà chua đều có công dụng hạ huyết áp. Ngoài ra, rau cần còn chứa rất nhiều chất xơ, do vậy rất tốt cho dạ dày và thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động. Thực phẩm kiêng kỵ với cà chua gồm 1. Khoai tây. Không nên ăn khoai tây với cà chua, bởi khi cà chua kết hợp với khoai tây sẽ dễ hình thành những cục vón khó tiêu, hại cho dạ dày. 2. Cá biển. Trong cá biển có chứa hàm lượng muối và axit cao, nếu ăn cùng cà chua sẽ gây nên chất ung thư, nguy hại cho sức khỏe. 3. Cá nước ngọt. Vitamin C trong cà chua kìm hãm sự giải phóng đồng của cá trong cơ thể,
nên ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ đồng của cơ thể. 4. Gan lợn. Nếu ăn gan lợn với cà chua, chất sắt trong gan lợn sẽ làm cho vitamin C của cà chua bị oxy hóa, nên cà chua sẽ không còn giá trị dinh dưỡng. Vậy ai nên hạn chế ăn cà chua? Những người không nên ăn cà chua. 1. Người bị viêm khớp. Việc ăn quá nhiều cà chua có thể gây đau khớp. Nguyên nhân là do trong cà chua chứa solanin, chất kiềm gây tích tụ canxi trong các mô. Chất này tích tụ quá nhiều có thể gây viêm, đau và sưng ở khớp. 2. Người bị các vấn đề về dạ dày. Cà chua chứa nhiều axit, ăn nhiều có thể gây trào ngược, ợ nóng. Những người mắc bệnh viêm dạ dày hoặc trào ngược thực quản không nên ăn cà chua. Ngay cả ở những người khỏe mạnh, ăn quá nhiều cà chua hoặc nước sốt cà chua có thể gây cảm giác bỏng rát. 3. Người có vấn đề về thận. Cà chua rất giàu oxalate. Đây là hợp chất rất khó chuyển hóa nếu tiêu thụ quá mức. Cùng sự tích tụ canxi trong các mô, điều này có thể dẫn đến sỏi thận. Ngoài ra, hàm lượng kali dồi dào trong cà chua cũng có thể làm suy giảm chức năng của thận. 4. Người dễ bị dị ứng. Trong cà chua chứa hợp chất histamine giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại các tác nhân xấu bên ngoài. Điều này thường gây ra các phản ứng dị ứng như phát ban, sưng lưỡi, mặt, hắt hơi, kích ứng của cổ họng. Đối với những người được chẩn đoán là dị ứng với cà chua, các triệu chứng đó có thể còn nghiêm trọng hơn. 5. Người mắc bệnh tự miễn dịch. Cà chua thuộc nhóm họ cà. Các hợp chất alkaloid trong cà chua có thể làm nặng thêm tình trạng viêm trong cơ thể. Điều này đặc biệt gây hại đối với những người mắc các bệnh tự miễn. Rất nhiều người mắc bệnh này đã loại bỏ nhóm thực phẩm họ cà ra khỏi chế độ ăn và khẳng định sức khỏe của họ đã được cải thiện rất nhiều. 6. Người mắc vấn đề về tiết niệu. Thực phẩm giàu axit như cà chua có thể kích thích bàng quang. Nếu bạn bị đi tiểu đêm không tự chủ hoặc các vấn đề về tiết niệu, tốt nhất là nên tránh hoặc cắt giảm các thực phẩm này. 9. Giá đỗ. Công dụng của giá đỗ có thể nhắc tới như ngăn ngừa ung thư vú, tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột, đặc biệt trị táo bón. Ăn thường xuyên giá đỗ giúp giảm cân hiệu quả, nhanh chóng, bổ sung kiềm cho cơ thể, bổ sung chất béo cho cơ thể, phòng tránh nhiễm khuẩn và tăng hệ miễn dịch, tốt cho nam giới, tăng chất lượng tinh trùng và thụ thai, được dùng nhiều nhất để làm thức ăn và làm thuốc. Giá đỗ xanh dùng an toàn, dễ tiêu hóa, chữa được nhiều bệnh hơn, đặc biệt ở tính chất giải độc đa năng nội ngoại sinh. Giá đỗ xanh có đủ các chất dinh dưỡng, đạm béo, đường, vitamin, khoáng, đặc biệt là nhiều vitamin C và E, phytosterol, cho lượng calo thấp. Dùng tốt cho người bị viêm thanh quản mất tiếng, mỏi cơ do vận động thể thao, người béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, cholesterol máu cao, người hiếm muộn, dễ sảy thai. Ngoài ra còn có tác dụng khử gốc tự do, chống lão hóa. Thực phẩm nên ăn cùng giá đỗ gồm 1. Thịt gà. Thịt gà ăn cùng giá đỗ không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp và những bệnh đường máu. 2. Gan vịt. Món gan vịt xào giá đỗ có tác dụng lợi thấp, thay nhiệt, thông mạch rất thích hợp với những người mắc bệnh xơ gan. 3. Tiết lợn. Tiết lợn ăn cùng giá đỗ có thể chữa những tâm trạng u uất, căng thẳng, mất ngủ, tinh thần mệt mỏi. Thực phẩm kiêng kỵ với giá đỗ gồm 1. Gan lợn. Nhiều người thường có thói quen này bởi vì món ăn có vẻ ngon. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng không nên xào giá đỗ với gan bởi chúng kỵ nhau. Các chuyên gia dinh dưỡng giải thích giá đỗ có rất nhiều vitamin C. Nếu chúng ta xào lẫn hoặc ăn gan lợn với giá đỗ cùng một lúc hoặc trong thời gian gần nhau sẽ làm vitamin C bị oxy hóa và món ăn sẽ không còn chất dinh dưỡng. 2. Không nên ăn giá đỗ sống. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giá đỗ ngon nhưng có nguy cơ ngộ độc cao, chưa kể giá đỗ được ngâm ủ không đúng quy trình, không đảm bảo vệ sinh. Vì vậy, khi dùng giá, nên trần qua nước sôi,
rửa và ngâm nước sạch kèm theo ít muối. 3. Không ăn giá đỗ thường xuyên. Giá đỗ là một loại rau khá nhiều chất dinh dưỡng. Nếu loại rau này được làm theo một cách thông thường, chỉ là ngâm, ủ truyền thống, thì nó rất sạch sẽ và an toàn. 4. Không ăn khi bụng đói. Rau giá đỗ có tính mát, lành, nhưng những người có biểu hiện chân tay thả lạnh, thiếu lực, đau nhức chân tay, đi ngoài phần lỏng thì không nên ăn, vì với tính hàn trong giá đỗ, nếu ăn vào sẽ làm bệnh tình nặng thêm, đặc biệt không ăn khi bụng đói, vì sẽ không tốt cho dạ dày. Vậy ai nên hạn chế ăn giá đỗ? 1. Người viêm dạ dày mãn tính. Đó là những người có biểu hiện chân tay lạnh, thiếu lực, lưng và chân đau nhức, đi ngoài phân lỏng. Những người này nếu ăn giá đỗ càng làm bệnh tình trở nên nặng thêm, thậm chí có thể vì đau bụng đi ngoài nhiều, dẫn đến mất nước, khí huyết ngừng trệ, làm cho cơ bắp khớp bị đau nhức. Tỳ dạ dày yếu, lạnh dẫn đến các bệnh đường tiêu hóa, ví dụ như là viêm dạ dày mãn tính. 2. Người chân tay lạnh, yếu. Nếu chân tay thường xuyên lạnh, thiếu lực, lưng, chân đau nhức, đi ngoài phân lỏng, ăn giá đỗ sẽ khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn. 3. Người đang uống thuốc. Giá đỗ có khả năng giải độc nên có thể làm giảm tác dụng của các loại thuốc. Do đó, nếu đang uống thuốc, không nên ăn giá đỗ hoặc ăn gần với thời gian uống thuốc. 4. Phụ nữ mang thai, cho con bú. Đối với phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, không nên ăn giá đỗ sống. Do giá đỗ được làm ở nhiệt độ 35 độ C là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Nếu muốn ăn giá đỗ, nên chuẩn qua nước sôi hoặc nấu chín. 10. Cà rốt. Cà rốt là loại thực phẩm rất quen thuộc, do rất có ích về sức khỏe vì chứa nhiều chất xơ nhưng ít calo và đường. Cà rốt cũng là thực phẩm lý tưởng cho thể lực. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy khả năng miễn dịch và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh mãn tính. Theo đông y, củ cà rốt vị ngọt, tính bình, bào phế, tỳ, có tác dụng minh mục, thiện tỳ, hành khí, tiêu thực, hóa trệ, trị quáng gà, mờ mắt, giảm thị lực, rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng, hò do viêm khí phế quản, nội chứng nỉ mạc. Thực phẩm nên ăn cùng cà rốt gồm rau chân vịt hay còn gọi là cải bó xôi, rau bina. Ăn rau chân vịt với cà rốt có tác dụng duy trì sự lưu thông ổn định của mạch máu não, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tai biến mạch máu não. Thịt chó. Cà rốt ăn với thịt chó có tác dụng lợi thận, bổ tỳ vị, tráng dương, thích hợp với những người mắc chứng liệt xương, yếu thận, tiêu hóa kém. Đậu tương. Ăn đậu tương lẫn với cà rốt có tác dụng bổ xương cốt, đó cũng là những món ăn cần thiết cho trẻ em đang ở độ tuổi dậy thì. Hoa cúc. Hoa cúc có công dụng thanh nhiệt, giải độc. Canh hoa cúc nấu với cà rốt không chỉ có tác dụng về mặt dinh dưỡng mà còn lợi gan, bổ huyết, sáng mắt, thanh nhiệt, chống hoa mắt. Cá quả. Cà rốt có tác dụng bổ tỳ vị, hỗ trợ tiêu hóa. Cá quả cũng là thực phẩm có tác dụng lợi tỳ ích vị, lợi tiểu. Do vậy, món cà rốt nấu với củ quả rất tốt cho thận và hệ tiêu hóa. Thực phẩm kiêng kỵ với cà rốt gồm củ cải trắng. Trong củ cải trắng có chứa những hợp chất kìm hãm quá trình tuần hoàn máu. Hơn nữa, cà rốt gặp củ cải trắng, chất xúc tác vitamin C có trong củ cải trắng nhanh chóng phân hủy vitamin C có trong cà rốt. Do vậy, không nên ăn cà rốt với củ cải trắng. Giấm. Giấm làm mất chất carotene trong cà rốt, khiến món cà rốt không còn giá trị dinh dưỡng. Táo tàu. Không nên ăn cà rốt với táo tàu, bởi vì cà rốt gặp táo tàu sẽ ảnh hưởng xấu tới quá trình tuần hoàn máu của cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin C có trong táo tàu nhanh chóng bị phân hủy do phản ứng với chất xúc tác của nó có trong cà rốt. Cà chua. Chất xúc tác vitamin C có trong cà rốt sẽ làm mất vitamin C có trong cà chua, nên món ăn không còn giá trị dinh dưỡng. Vậy ai nên hạn chế ăn cà rốt? 1. Người mắc bệnh vàng da. Vì những người mắc bệnh vàng da sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn khi ăn nhóm thực phẩm có màu vàng hoặc đỏ, và cà rốt
cũng là một loại thực phẩm nằm trong danh sách cấm kỵ. 2. Người mắc bệnh tiểu đường. Nước ép cà rốt là thức uống chứa nhiều dinh dưỡng, không tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Vì nếu uống quá nhiều nước ép cà rốt, có thể làm lượng đường nâng cao, như vậy sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nếu muốn uống, người bệnh tiểu đường chỉ nên uống một cốc mỗi tuần. 3. Người hay bị táo bón. Theo các chuyên gia, cà rốt có tác dụng hiệu quả khi bị tiêu chảy, đặc biệt với trẻ em khi bị tiêu chảy, nếu ăn cháo cà rốt, uống nước cà rốt sẽ có tác dụng hữu hiệu. Vì trong cà rốt, tuy có lượng chất xơ rất dồi dào nhưng ở dạng không hòa tan, nếu ăn quá nhiều mà không uống đủ nước sẽ làm tắc nghẽn tải ruột và gây nên hiện tượng táo bón. Vậy sự quan trọng của việc ăn đa dạng thực phẩm và kết hợp đúng là gì? Xin thưa, nếu bạn luôn ăn uống theo sở thích và thói quen đơn điệu thì thiếu chất hay thừa chất đều dẫn đến các căn bệnh. Do vậy, việc ăn uống thực phẩm đa dạng không chỉ đơn giản là tạo vị ngon và sự thú vị cho mỗi bữa cơm. Ăn nhiều loại thức ăn từ nhiều nhóm dinh dưỡng giúp cơ thể được cung cấp dưỡng chất đầy đủ. Từ đó, mọi hoạt động chuyển hóa của các cơ quan cũng vận động tốt hơn. Nhờ vậy, nguy cơ mắc bệnh do virus xâm nhập hay suy giảm chức năng đề kháng cũng được giảm đáng kể. Chế độ dinh dưỡng hợp lý và cân bằng luôn là bí quyết để bạn sống khỏe, sống thọ hơn. Xin chúc quý khán thính giả luôn có những bữa ăn ngon nhất để có thể sống một đời khỏe mạnh cùng con cháu. Cảm ơn đã dành tình cảm cho Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video tiếp theo.